very first time we love. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, làm điểm tựa tinh thần vững chãi cho em. Cảm ơn anh trong thời gian vừa qua luôn ân cần bảo vệ em khỏi những thứ không tốt. Anh là nhà, là tình yêu duy nhất và cuối cùng của em. Em yêu anh. There's an energy when you hold me, when you touch me, it's so powerful. I can feel it when you hold me, when you touch me, it's so powerful. Hold me in your arms, burns like fire, electricity. Gấu ơi, 4 năm trôi qua như một cái chớp mắt. Anh đã từng nói với em rằng cuộc sống của anh chỉ thật sự trọn vẹn và ý nghĩa khi có em bên cạnh. Và đó là minh chứng cho ngày hôm nay. Cuối cùng, mình đã đứng ở đây trên lễ đường này để nói lời thề nguyện. Và hôm nay em chính thức là vợ của anh. Em trở nên ấm áp, làm cho cuộc sống của em không còn tẻ nhạt nữa. Anh đã dắt em đi đến những nơi em chưa từng đến, ăn những món ăn mà em chưa bao giờ được ăn. Mình cùng xem phim, mình cùng chạy bộ, mình cùng vượt qua những khó khăn, những biến cố và những nỗi đau tột cùng trong trái tim của em. Thì đại diện cho họ nhà Tây, gia đình chúng tôi xuống xin đón dâu và xin đón quý gia tộc họ nhà gái đến gia đình họ nhà Tây chúng tôi trước để cho hai cháu làm lễ gia tiên, sau đó kính mời quý gia đình về nhà Tây chúng tôi dùng tiệc với gia đình chúng tôi. Chưa bao giờ từ bỏ em. Anh luôn ở bên cạnh em, động viên em, thấu hiểu em. Và là người đầu tiên trong cuộc đời đứng trước mặt em nói: anh đến đây là để thay ba, chăm sóc, bảo vệ và che chở cho em. Để hai chúng con đứng đây ngày hôm nay là cả một quá trình. Và con cảm ơn hai bên gia đình
cùng Đấng Sinh Thành đã luôn bên cạnh động viên những lúc khó khăn cũng như những lúc mệt mỏi trong cuộc sống để hai chúng con có động lực vượt qua. Và ngày hôm nay đứng đây, chúng con muốn xin cảm ơn thật là sâu sắc đến hai Đấng Sinh Thành và gia đình hai bên. Bạn đồng hành tốt nhất em từng có, và từ đây về sau sẽ là chồng của em.